Xin chào quý vị và các bạn. Đúng là khóc ròng đó quý vị và các bạn ơi. Nhiều lúc thu nhập khá cao nha, nhưng mà nhà đất thì nhiều nha, mà mua không nổi. Đó, và hôm nay có một cái tin cũng khá sốt luôn quý vị và các bạn. Thêm một cái đại gia bất động sản ở Đồng Nai lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị công an Đồng Nai bắt giữ. Có cái tên rất là ngon lành luôn ha, công ty cổ phần đầu tư thiết kế và xây dựng thương mại địa ốc Đô La Land, thấy chưa? Đô La, địa chỉ tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đó, cho nên hôm nay là Sài Gòn Camera chia sẻ trước cho quý vị và các bạn. Không biết là ai là nạn nhân của những cái đại gia dỏm này không? Thì qua điều tra, cái bà này, bà này là bà sinh năm 87, bà ở khu biệt thự Sư Quan Bay ở xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Thì cái dự án Sư Quan Bay này mình cũng có quay qua rồi ha, ha quý vị và bạn. Sư Quan Bay ở Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai, ở đây cũng khu khá đẹp. Và bà này bà đang cư ngụ ở đó. Bà khai là bà nói là bản thân bà có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cao cấp và đang thực hiện nhiều dự án ở khu dân cư, điện, năng lượng mặt trời ở trên địa bàn tỉnh. Và từ đó mà bà lôi kéo và bà thực hiện những hành vi lừa đảo bằng cách là góp vốn số tiền hàng tỷ đồng của nhiều người, sau đó là sử dụng và chia sẻ cá nhân. Đó, thì cái này cũng căng ha, cái tin khá sốt dẻo và không biết ai là nạn nhân trong cái của cái bà này. Thật sự là đúng là không biết sao mà lừa mà lần hết cái việc bạc. Nhiều lúc người nghèo cũng nhít trong đây luôn. Cho nên là càng ngày người ta lừa đảo càng tinh vi. Bằng cách là góp vốn rồi tạo ra những cái dự án để lừa đảo. Thì đó là một trong những cái câu chuyện mà sốt dẻo cho ngày hôm nay quý vị các bạn, cũng liên quan tới bất động sản. Tại vì bất động sản dự án lừa dễ quá mà. Đó, thì trở lại hôm nay mời quý vị và các bạn đi thăm một cái khu dân cư. Mình nói là tại sao mà khóc ròng. Nhiều lúc thu nhập khá cao, nhưng mà để mơ ước mua được một cái căn nhà như khu vực này, quý vị các bạn này, cũng là chuyện khó rồi. Đây là khu vực vùng ven ở TX21, một cái khu vực dân cư đồng bộ người ta xây dựng lên để người ta bán. Thì ở những cái khu vực mà trong những cái khu dân cư hiện hữu này thì đất đai, nhà cửa, sổ xếp rất đàng hoàng quý vị các bạn. Trong khu này là sổ rất là đàng hoàng. Đó, quý vị thấy không? Nhà đẹp ghê. Thì hiện tại ở đây người ta chào bán một căn như vậy đó quý vị các bạn. Một căn như vậy là 55m², nghĩa là một cái chiều của nó đó là chừng khoảng 5, dài 11, 55m², người ta chào bán khoảng 5,1 tỷ đến 5,2 tỷ một căn, là bình quân cũng khoảng 100 triệu. Bình quân cũng khoảng 100 triệu. Cho nên là mình nói rồi, không phải là chuyện dễ để mà mua được cái căn nhà như thế này đâu. Ví dụ như mình nói là bây giờ thu nhập một tháng này, thu nhập một tháng 30 triệu là thuộc loại thu nhập khủng rồi đó tại thời điểm này á. Nhưng mà quý vị bạn biết không, bây giờ chi phí một tháng như vậy khoảng 20 triệu, tiền chi phí nhà ở, xe cộ, ăn uống, đi lại, học hành, rồi điện nước các thứ, không biết là 15 cho tới 20 triệu đó, rồi đau ốm rồi nữa đó. Nhiều lúc mình nghĩ là 20 triệu chi xài rồi còn để dành 10 triệu, như vậy một năm thì được 120 triệu. Một năm 120 triệu, 10 năm mới được 1,2 tỷ đó, mà một căn nhà như thế này người ta đã bán hơn 5 tỷ rồi đó. Đây là một khu vùng ven ha, một khu vùng ven của quận 12 đây đó. Cho nên là mình nói rồi, đúng là khóc thiệt, không phải đơn giản để mà sở hữu được một cái căn nhà. Một căn nhà 5 tỷ mà mình có 2 tỷ vay 3 tỷ cũng là cả một vấn đề. Ví dụ căn nhà 5 tỷ mà có 4 tỷ vay 1 tỷ thì may ra còn gồng gánh trả lãi nổi không?
Cho nên là những cái khu nhà này người ta xây lên cũng khá nhiều, và giá càng ngày càng đắt đỏ quý vị các bạn, không phải là nó rẻ đi đâu, càng ngày càng đắt đỏ và càng ngày đi ra càng xa xa trung tâm thành phố, đi ra các cái quận huyện vùng ven xa trung tâm thành phố, và giá cả thì cũng khá mắc mỏ. Trong khu này này, theo mình được biết trong khu này có một căn nó khoảng 4 tỷ rưỡi. Một căn trong này khoảng 4 tỷ rưỡi, nó sâu hơn ở khu vực này. Nghĩa là khoảng 50 mét vuông đất, 4 mét mốt chiều ngang và chiều dài khoảng 12 mét á. Thì người ta cũng làm một trệt và ba lầu. Một trệt hai lầu. Người ta bán khoảng 4 tỷ rưỡi á trong khu này. Còn những căn nhà đồng bộ này thì mắc hơn quý vị. Nhà cửa đất đai thì rất là nhiều, dự án mọc ra rất nhiều luôn, mà toàn những người đầu tư người ta có tiền người ta mua người ta để, còn những người dân mà có nhu cầu thực sự với thu nhập như mình đã nói là hiện tại mà một anh mà đi làm việc mà thu nhập một tháng khoảng 30 triệu là phải nói là thu nhập khủng rồi quý vị bạn, không đơn giản đâu. Rồi ăn uống chi tiêu này kia. Đó, ví dụ như giờ thu nhập khủng một tháng 30 triệu mà không ăn không uống nhìn luôn á, một năm được 360 triệu nha, 10 năm cũng 3 tỷ 6 à, thì mua cùng lắm được mua một cái căn hộ chung cư, đó nghĩa là không ăn không uống gì luôn á. Cho nên là càng ngày nó càng xa vời ha, không phải đơn giản. Cho nên các cái dự án thường thường người ta làm ra không có bán cho người có thu nhập thấp, mà những cái dự án toàn hạng sang không. Tại vì sao? Hạng sang thì lời nhiều. Đó, người ta diện tích đất nó lớn hả, người ta xây nhà xây cửa lên người ta bán không. Đó, thì những người có thu nhập cao, những coi như là giá cả, cái quy mô á, cái dự án càng cao thì cái người ta lấy ra cái lợi nhuận nó càng nhiều. Như quý vị bạn biết thì rất ít doanh nghiệp người ta làm các cái nhà ở xã hội nghe, ít lắm. Các cái cụm dân cư xã hội không có luôn. Ví dụ như giờ quy hoạch một cái nền đất khoảng 50 mét vuông thôi, 5 60 mét vuông thì đó chẳng hạn. Rồi cho người ta xây tự do một trệt một lầu gì thôi. Thì những cái đó là trên thị trường hầu như không có. Rồi thậm chí những cái căn hộ chung cư thôi, để cho người có thu nhập thấp thôi cũng không có luôn. Bây giờ nói là một cái căn hộ chung cư mà giá 30 triệu là hơi bị khó rồi. Khu vực này quý vị các bạn, khu vực này nhà cửa còn đất đai còn 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 khá nhiều này, nhưng mà vẫn không rẻ tí nào. Đó, quý vị và các bạn thấy vẫn không rẻ tí nào. Đó, đất đai bỏ trống ha, đường xá thì cũng có rồi ha. Những cái khu nhà đồng bộ ha. Bây giờ là đây là những cái miếng đất rất là lớn luôn. Thì đất khu vực này quý vị và các bạn, đất khu vực này hiện tại người ta chào bán khoảng 63 triệu một mét vuông, nghĩa là một cái nền 54 mét vuông đất thổ cư nha, thì người ta chào bán khoảng 3 tỷ tư 3 tỷ rưỡi, nghĩa là bình quân khoảng 63 triệu một mét vuông. Rồi 3 tỷ mấy cái nền đất 50 mét vuông bỏ ra 1 tỷ mấy xây nhà nữa, đúng căn nhà đúng 5 tỷ. Cho nên là một cái con số mà phải nói là nhiều người coi như không không với tới, quá cái tầm tay với đi. Đó, và trong cái thời kỳ mà thị trường bất động sản nó sôi động vừa qua thì rất nhiều người người bị dính vào cái bẫy lừa đảo. Đấy, ví dụ như vụ Alibaba rồi các thứ không, nó toàn là những cái vẽ ra những cái dự án ở đâu đâu mọi người lại đi mua, nó tại vì người ta ít tiền, cho nên là người ta cũng muốn kiếm một cái đất hay là đất càng rẻ thì nó dễ lừa đảo. Thật sự càng ngày càng khó khăn hơn quý vị các bạn. Đó, cho nên là hôm nay công an Đồng Nai đã bắt tạm giam cái bà này là Đỗ Thị Thu Trang. Ở trong khu biệt thự Sun Quan Bay đó là cũng cũng hoành tráng quý vị và các bạn, ở huyện Nhân Trạch á. Trong đó người ta cũng làm những cái quy hoạch rất là đẹp. Biệt thự, sân vườn,
đường xá đồ rất là ngon, nhưng mà cũng đầy rẫy nhà dưới toàn dân đầu tư không, cho nên nhà cửa dưới đó bỏ hoang khá nhiều. À, đây là những cái vùng vùng ven này. Bây giờ mình tạm gọi vùng ven quận 12, vùng ven. À, đường xá đi lại có những cái trục đường chính thì cũng rất là ok. À, nãy là khu nhà đồng bộ đó ha, bây giờ đi ra khu vực này là đất đai còn quá trời. Và như mình đã nói đó, bây giờ 6-70 triệu một mét vuông khu vực này ha, không phải rẻ đâu. À, và xây nhà xây cửa đất không, rồi xây nhà là một căn như vậy là trên dưới 5 tỷ. À, không chạy đường nào hết. Đó, và mình nói rồi, à, nãy mình làm một cái phép tính cho quý vị và các bạn coi đó. Ở bên kia những dãy nhà xây lên nhiều lắm. Đó, xây lên quá trời nhiều. Đặc biệt ở đây có một cái căn biệt thự rất là đẹp quý vị và các bạn. Đó, khu nhà nãy mình ở trong đó, đó mình xà quần trong đó đó quý vị và các bạn. Nhà đồng bộ đó, 5 tỷ 1, 5 tỷ 2 một căn. Cái khu bên này, bên cái mái chóp chóp bên này nè quý vị, bên tay phải quý vị đây nè. Đó, mình biết trong đó là có một căn khoảng 4 tỷ rưỡi đó. Đó, cũng một trệt hai lầu. Đó, người ta xây trong đó đó. Thì sau ra lâu lâu người ta có một vài căn nhà ngộp người ta bán thì nó mới rẻ thôi, còn không là giá cũng ở trên ngọn cây không. Đó, đây người ta làm xung quanh cái kênh rạch, người ta làm hai cái đường giống như đường song hành. Đó, bây giờ những kênh rạch là được làm lại rất là đẹp, và hàng rào bên hai con đường nữa là quá tuyệt vời, giao thông có lành. Đó, đây là những cái dãy nhà đồng bộ này quý vị các bạn. Đó thì ở ở khu vực này nè, không có những cái dự án mà hoành tráng lớn đâu nghe, vừa vừa thôi, một cái dự án vài ba chục căn nhà. Đó, và người ta làm hầu như cái đường nào cũng có hết trơn đó. Đó, nhưng mà cứ nghĩ là ở ra khu vực này là nó rẻ, đất đai đồ nó nhiều nó rẻ, nhưng không không phải đâu quý vị bạn. Đa số là những cái nhà đầu tư người ta có tiền, người ta mua, người ta để đó để chờ giá lên người ta bán, cũng nhiều người cũng khóc ròng bán không được. Đó, cũng vay cũng mượn đồ này kia không. Đó, còn nhiều người mà có tiền thực sự thì người ta cứ để đó thôi, đầu tư dài hạn. Đó, xung quanh đây có những cái con đường khá đẹp theo dọc theo cái kênh rạch đồ này kia không. Đó, đường này là ngon rồi, giao thông rất là ngon lành rồi. Đó, ngày xưa cách đây vài năm nếu không có những con đường này thì đâu ai vô khu vực này quý vị bạn, toàn là ruộng. À, rồi dừa nước, rau muống, rau nhút. Đó, khu vực quận 12 này này rất là nhiều. Đó, những cái khu đó, khu nhà đó người ta xây lên vài vài căn như vậy đó. À, bây giờ là những cái kiểu như thế này này dần dà sẽ bị cấm phân lô bán nền đó quý vị, cấm phân lô bán nền đó. À, người ta phải làm lên trước rồi xây nhà lên bán thôi, chứ người ta coi như không cho phân lô rồi bán đất không, không không. Cái luật đất đai, luật bất động sản, luật nhà ở ra sẽ hạn chế cái việc phân lô bán nền. 105 hay là 108 gì đó, các cái đô thị không được phân lô bán nền. Đó thì có thể là những cái nhà cái đất này càng ngày giá nó càng cao quý vị các bạn. Đó, càng ngày giá càng cao. Đó, đây là những khu dân cư mới hình thành đó quý vị. Đó, làm con đường xong xây nhà xây cửa này. Đó, cũng rất là nhiều người xây. Nó ai mà có được cái căn nhà thì tuyệt vời rồi, có đất cắm dùi là quá ok. Ta như mình phân tích ạ, bây giờ là thu nhập cả 100 triệu một tháng thì may ra mơ tới nhà đất không? 50 triệu, 70 triệu mới thu mới là mới hy vọng có nhà có đất. Còn như một gia đình mà chừng 4 người mà thu nhập tổng cộng toàn bộ thu nhập mà 30-40 triệu là coi như là căng hết quý vị các bạn. Ăn uống chi xài còn để dành mà để sắm nhà mua cửa là cả một vấn đề. Mơ ha. Đó, đất đai đây quá trời, nhưng mà rời vô là phóng tay 6-70 triệu một một mét vuông. Đó, một nền như vậy là 3 tỷ mấy. Rồi tiền xây nhà nữa quý vị bạn.
Đó, cho nên là những cái dự án lớn có, những dự án nhỏ có, những dự án vừa vừa có, tất cả mọi thứ đều có một cái điểm chung, đó là đa số là dân đầu tư, người ta mua, người ta để đó, nhà cửa nó hoang hóa, khóa cửa rồi chào bán. Nhưng mà những người có nhu cầu thực sự có thu nhập thấp thì không có nhà ha. Ta thì không biết thời gian tới cái thị trường bất động sản nó như thế nào, và có đưa được cái quỹ đất, quỹ nhà kiểu như tồn kho vào khai thác được hết không, và cư dân người ta có mua được nổi nhà để người ta về người ta ở lấp đầy vào những cái khu dự án hay không. Thì mình nghĩ là hạ hồi phân giải, nhưng mà cái thời gian chắc cũng có thể rất là lâu. Ngay những cái khu đô thị hình thành từ lâu rồi mà vẫn có nhà trống, nhà hoang, đất trống, đất hoang, nó trở thành những cái bãi rác như quý vị và các bạn thường thấy. Ở khu vực này thì đất đai nhiều, ngày xưa vùng ven mà, bây giờ mới đô thị hóa lên chừng mười mấy năm đổ lại đây, cho nên là đất rộng thì ít, đất ít nhưng mà đất vừa vừa vài ba chục căn nhà là có nhiều ha, khu vực này này có nhiều luôn. Đó thì hôm nay Sài Gòn Camera đi cập nhật cho quý vị và các bạn một cái khu vùng ven ở quận 12. Đồng thời có một cái tin khá nóng là một cái đại gia bất động sản ở Đồng Nai lừa đảo hàng tỷ đồng. Và những cái tên mình đặt là mình thấy thấy lừa đảo rồi. Địa ốc đô la, đô la lên khiếp, mà đô la đâu thế nào, toàn lừa của dân không, lừa của những cái nhà đầu tư. Đó thì video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Chúc quý vị và bạn luôn khỏe và thành công. Hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.